còn hai vòng cuối nha anh em. Hãy coi trận này quá hấp dẫn giữa Domizio Marquez và Vinales. Xe lúc ban đầu thì chỉ vẫn đang là Domizio Vinales và Rossi. Ô, bắt quét vừa qua Domizio Vinales. Cái tiếp là Vinales. Rossi vẫn là thứ tư. Rồi chúc anh em cuối tuần vui vẻ may mắn nha.